Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số các bài tập liên quan đến cân bằng trong dung dịch chứa chất để ly ít tan. Và đây chỉ là một số các bài tập cơ bản thôi. Cái phần lý thuyết và bài tập này thì các bạn có thể là tải ở dưới đường link mô tả ở mình đã đặt ở trong cái phần mô tả của video này các bạn nhé. Thì các bạn cũng hãy làm nó trước, sau đó cho các bạn quay lại cái video này để các bạn có thể xem chúng ta cùng trao đổi các đáp án cũng như là cách xử lý những cái bài tập này. Và đầu tiên mình sẽ đi vào phần lý thuyết trước, đúng không ạ? Thì cân bằng trong dung dịch chứa chất điện ly tan thì đây là một nội dung kiến thức, nó nằm ở trong cái phần mà liên quan đến phần dung dịch điện ly, đúng không ạ? Dung dịch điện ly dù có liên quan đến quá trình thủy phân của axit bazơ muối, nó có quá trình phân ly axit bazơ muối, các hằng số cân bằng, các hằng tử phân, thì đây chỉ là một trong những cái phần nhỏ của trong phần dung dịch điện ly thôi. Và trong trường hợp này là cái chất điện ly nó ít tan, nghĩa là cái phần điện ly nó rất nhỏ, đúng không ạ? Hay chúng ta hay nói đến một số các kết tủa đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên những cái kết tủa đấy nó vẫn có một phần rất nhỏ trong quá trình mà tan và phân ly ra. Bây giờ chúng ta xem là atic số tan là cái gì, đúng không ạ? Thì như các bạn quan sát ở trên đây, ở trên video này thì các bạn thấy rằng chúng ta có một cái hợp chất tổng quát là MMXN, đúng không ạ? Phân ly thành M, MN cộng và NX, M trừ, đúng không ạ? Khi các bạn lấy cái nồng độ của cái phân ly ra bao gồm có M, N cộng và X, N và trừ với số mũ tương ứng của nó và chia cho nồng độ MM, XN để trạng thái cân bằng thì lúc này chúng ta sẽ có một cái K. K ở đây người ta gọi là hằng số cân bằng các bạn nhé, hằng số cân bằng. Như vậy các bạn sẽ lấy cái K này nhân với cái bên phía dưới mẫu này, vì cái phần này gần như là nó ít tan, do vậy là nó đến một cái lúc nào đó gọi là cái nhiều nồng độ bão hòa ấy, nhân với cái K này thì coi như cả cái này là nó là một hằng số, đúng không ạ? Hằng số đây, và chúng ta gọi cả cái K nhân mà này thì gọi là tích số tan, đúng không ạ? Tan vì K là không đổi rồi, nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của cái phản ứng đấy thôi. MMX là đây ở trạng thái cân bằng rồi, đúng không ạ? Gần như không tan nữa, do vậy đây cả cái phần này coi đi một hằng số, hằng số. Và lúc này nó sẽ bằng tích số của các ion với số mũ tương ứng. Số mũ tương ứng đây chính là cái hệ số ở trong cái phương trình mà nó phân ly ra này, này. Được chưa các bạn? Ok. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ. Ví dụ đây các bạn quan sát đến phần Ag2S4, đúng không ạ? Nó phân ly thành 2 Ag cộng S4 là trừ. Thì tích số tan của Ag2S4 sẽ bằng nồng độ Ag cộng mũ 2 nhân với S4 là trừ. Độ tan. Độ tan, ví dụ các bạn có một hợp chất đây, vẫn hợp chất này có độ tan là S, đúng không ạ? Thì khi các bạn độ tan là S này thì các bạn mũi tên sang đây, đây đúng không ạ? Và tích số tan thì bằng nồng độ với số mũi tương ứng, chính là đây. Đấy, với số mũi tương ứng. Và đây đơn vị chúng ta là mol trên trên lít, đúng không ạ? Hay là nồng độ M đấy, đúng không ạ? Còn nếu các bạn thì tích số tan thì người ta quy hiện cái nồng độ này nhá, để trong cái quá trình mà thay vào công thức này, đúng không ạ? Vậy như vậy nếu mà các bạn mà có đang độ tan của S là ví dụ gam trên ml chẳng hạn, đúng không ạ? Gam trên ml hả? Thì các bạn phải đổi ra để đơn vị là mol trên trên lít. Đấy thì đổi thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Và từ đây, từ cái biểu thức này thì các bạn sẽ rút ra độ tan S, đúng không ạ? Bằng căn bậc 2 của m cộng n. Không phải, căn bậc bậc của m cộng n với cái tích số tan và chia cho cái hệ số đây, số mũ tương ứng đây, đúng không ạ? Thì đấy. Thì đây là cái công thức tổng quát của nó, còn đi vào từng bài tập cụ thể thì nó sẽ có những cái đơn giản hơn. Như các bạn nhìn đây rất là khá là rối, đúng không ạ? Chất kết tủa. Chất kết tủa hay thường nói là chất không tan trong dung môi đấy. Thì khi tích số nồng độ của ion trong dung dịch với số mũ tương ứng là lớn hơn tích số tan. Có nghĩa là cái biểu thức này này, ví dụ cái đây, đúng không ạ? Đây là dấu bằng, đúng không ạ? Thì lớn hơn đấy, thì xảy ra hiện tượng kết tủa, còn nhỏ hơn thì không, đúng không ạ? Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan bao gồm có ion đồng loại. Sự có mặt ion đồng loại sẽ làm giảm độ tan, các bạn nhé. Giảm độ tan. Ví dụ đây các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta có Ag2S4 phân ly thành này, đúng không ạ? Nếu có Na2S4 vào đây thì cái nghĩa cái nồng độ S4 hay trừ này nó tăng lên, đúng không ạ? Thì cái độ tan của cái chất này nó sẽ bị giảm đi nhé. pH, sự tạo phức hay lực ion, đúng không ạ? Thì đây là một số các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Và các bạn nhớ cái phần này để chúng ta đi vào phần bài tập. Phần bài tập của chúng ta, mình sẽ bỏ phần lý thuyết sang một bên nhé. Phần bài tập của chúng ta ở đây
Các bạn sẽ có 5 cái câu hỏi trắc nghiệm đúng không ạ? 5 câu hỏi trắc nghiệm. Đây các bạn thì quan sát. Và có một số các bài tập tự luận nhỏ nhỏ ở đây. Và nhắc lại các bạn, đây chỉ là một số các bài tập cơ bản thôi. Các bạn tải, các bạn làm trước. Sau đó các bạn xem. Thế nó sẽ ổn hơn. Bây giờ ta sang phần trắc nghiệm các bạn nhé. Câu số 1 liên quan đến chọn phát biểu sai đúng không? Ở đây người ta có 4 phát biểu, khá là dài dòng. Và đáp án của chúng ta là đáp án gì các bạn? Trong trường hợp dung dịch bão hòa ít là tích số điện ion dùng mỗi hướng mà tích số tan. Đây đúng rồi, đúng không ạ? Vừa xong mình vừa nói rồi. Dung dịch bão hòa chất điện ly ít tan thường có nồng độ rất nhỏ nên hoạt độ đây chính là A đấy nhá. Bằng nồng độ chính là C đúng không ạ? Và đây là đúng không? Tích số tan T độ tan S biểu thị của mối này. T bằng A M đây. Các bạn quay lại cái biểu thức này đúng không ạ? Các bạn nhìn đây. Vừa xong chúng ta đã chứng minh biểu thức này đúng không ạ? Nó phải là M mũ M và N mũ N nhân với S mũ M cộng N đúng không ạ? Đây, thì tích số tan bằng như này. Như vậy ở đây các bạn xem là M mũ N là cái này, phần này là sai đúng không ạ? Sai. Là sai rồi. Do vậy, câu này các bạn sẽ chọn phương án là C. Tích số tan là hằng số cân bằng. Độ lớn của nó chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất tan và nhiệt độ, đúng không ạ? Nó chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất tan và nhiệt độ thôi. Câu số 2. Phát biểu sai. Tích số tan của PB3 P4 2 lần thì bằng như thế này. Với số mũ tương ứng chưa? Mũ tương 3, mũ 2. Ok, đúng rồi. Độ tan của chất điện ly tăng lên khi có mặt của ion cùng loại. Tăng lên là sai nhá. Vừa xong mình vừa nói đó là giảm đúng không ạ? Vậy chúng ta chọn phương án là B. Phía đây phát biểu sai. Chất điện ly ít tan kết tủa khi tích số nồng độ mũ số tích hợp chặt chẽ hơn phải là hoạt độ đúng không ạ? Với số mũ tương vượt quá nghĩa lớn hơn rồi. Ok, chính xác rồi. Cái này đúng không ạ? Kết tủa chất điện ly ít tan sẽ hòa tan khi giảm độ nồng độ các ion của chúng sao cho nồng độ nhỏ hơn. Cái này chính xác rồi. Và câu số 2 thì các bạn sẽ chọn phương án là B nhé. B. Câu số 3. Độ tan S của BAS4 là mol trên lít rồi. Vậy tích số tan của BAS4 là gì? Các bạn có BAS4 đúng không ạ? Thì thành BA2 cộng cộng với S42 trừ. Như vậy các bạn có T của BAS4 thì bằng nồng độ của BA2 cộng đúng không ạ? Và nhân với S42 trừ. Ở đây các bạn thấy rằng nó tan là 10 mũ trừ 5 đúng không ạ? 10 mũ trừ 5. Vậy sang đây cũng là 10 mũ trừ 5 và đây cũng là 10 mũ trừ 5. Như vậy các bạn BA2 cộng với S42 trừ thì các bạn thấy 10 mũ trừ 5 này nhân với 10 mũ trừ 5 vừa bằng 10 mũ trừ 10 đúng không ạ? Và các bạn sẽ chọn phương án là C. C. Câu số 4. Cho tích số tan của AgH4 nhiệt độ thường là 2 nhân 10 mũ trừ 12. Đây là mol trên lít nhé. 10 mũ trừ 2 xin lỗi. Nghĩa là mình sử dụng cái đơn vị nồng độ hay hoạt độ thay vào ấy, đúng không ạ? Vậy độ tan của nó là, các bạn thấy rằng Ag2S4, Ag2CLO4 thì phân ly thành Ag cộng cộng với CLO4 2 trừ thì đúng không ạ? 2 này. Giả sử các bạn có đây là độ tan này là x chẳng hạn. X thì đây sẽ là 2x và đây sẽ là x đúng không ạ? Như vậy các bạn sẽ suy ra được độ tan nhé. Và đơn vị là mol trên lít đúng không ạ? Mol trên lít. Như vậy các bạn thấy rằng những cái Ag cộng và CLO42 trừ cũng đều có đơn vị như này rồi. Và T của Ag2CLO42 trừ CLO4 thì sẽ bằng Ag cộng mũ 2 đúng không ạ? Nhân với CLO42 trừ mũ 1. Và là sẽ bằng 2x tất cả bình phương nhân với x thì bằng
4x mũ 3 đúng không? Thì bằng mũ 3 đúng không nhỉ? Đúng rồi. 4x mũ 3 thì bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 12. Và từ đây các bạn tính ra x nhá. Chúng ta sẽ tính x xem nào. Hai nhân với 10 mũ trừ 12. Rồi. Các bạn chia cho 4 trước bằng căn bậc 3 ở đâu nhỉ? À đây. Của A. Thì nó bằng 7,937 nhân với 10 mũ trừ 5. Đấy, trừ 5. Và chúng ta phải chọn phương án. Chắc là phương án này, bởi vì chúng ta coi như xấp xỉ phần này nhá. Như này. C. Thì đấy là bốn cái câu hỏi đầu tiên. Vâng, bốn câu hỏi đầu tiên. Bây giờ ta sẽ sang câu hỏi thứ 5. Mình sẽ để tờ này sang đây. Câu hỏi số 5. Trộn một thể tích dung dịch PB là chỉ acetat đúng không ạ? 0,4m với một thể tích dung dịch KCl. Biết tích số tan của PbCl2 ở nhiệt độ thường là như thế này. Và người ta hỏi các bạn tích số nồng độ ion và khả năng xuất hiện kết tủa. Các bạn thấy rằng con số đây là 1,6 x 10 - 5 đúng không ạ? 1,6 x 10 - 5. Và tất cả các con số, ví dụ con số này 10 nhỏ hơn nhưng không hết kết tủa. Về lý thuyết thì ok rồi, còn con số cụ thể là đúng hay không thì chúng ta tính sau đó. 2 x 4 như vậy chắc chắn cái này lớn hơn có kết tủa. Cái này 3 x 10 - 4 không có kết tủa, như vậy chắc chắn mình phải loại phương án này đầu tiên đúng không các bạn? 3 x 10 với mũ -4 như vậy nó lớn hơn 1,6 x 10 - 5 rồi, do vậy không thể nói là không có kết tủa được. Trừ khi đề bài sai đúng không ạ? 4 nhân 10 - 4 à, lớn hơn con số này. Như vậy, ngay lập tức khi chưa làm gì cả về các con số này thì mình đã loại được phương án C. Còn bây giờ đi vào cụ thể nhá. Như là trộn V này đúng không ạ? Với V thế này. Như vậy, khi trộn vào thì nồng độ sẽ giảm đi. Theo cái công thức chúng ta làm đó là nồng độ của chất A đúng không ạ? Thì bằng VA nhân với CA và chia cho tổng V nhé. Nghĩa là chúng ta tính lại số mol nó đúng không? Và chia tổng thể tích thì ra nồng độ mới. Đó. Như vậy, ở đây chúng ta suy ra nồng độ của CHPB, CH3COO tất cả hai lần. Sau khi trộn thì bằng 0,4 nhân với V và chia cho V cộng V đúng không? Thì bằng 0,02. Tương tự các bạn có nồng độ của KCl sẽ bằng gì ạ? 0,2 nhân với V và chia cho V cộng với V thì đây bằng 0,1 đúng không ạ? Các bạn có BbCl2 đúng không ạ? Thì thành Pb2 cộng với 2Cl trừ đúng không ạ? Như vậy thì các bạn phải lấy nồng độ của Pb2 cộng nhân với Cl trừ bình phương. Các bạn suy ra được nồng độ của Pb2 cộng nhân với Cl trừ bình phương thì sẽ bằng gì ạ? PbCH3COO tất cả hai lần này phân ly hoàn toàn thành Pb2 cộng với lại CO3 2 trừ CH3CO trừ, còn KCl phân ly thành K cộng và Cl trừ đúng không ạ? Do vậy cái nồng độ của Pb2 cộng chính bằng cái này luôn. Nó bằng 0,02. Cl trừ đây là 0,1 đúng không ạ? Và mũ 2. Thì mình tính ra nó bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 4. 2 nhân 10 mũ trừ 4 thì lớn hơn 1,6 nhân với 10 mũ trừ 5 rồi. Vậy suy ra là có kết tủa. Nghĩa là tích số ion với số mũ tương ứng mà lớn hơn tích số tan ấy, cái giá trị về tích số tan thì nó sẽ xảy ra kết tủa các bạn nhé. Như vậy chúng ta phải chọn phương án gì ạ? 2 mũ trừ 4 thì chỉ có đáp án này thôi đúng không ạ? Và chúng ta chọn phương án là B. Như vậy câu số 5 thì chúng ta chọn phương án B. Phương pháp đó là đầu tiên các bạn tính lại nồng độ, sau đó các bạn lấy tích số ion với số mũ tương ứng và sau đó so sánh với lại giá trị của tích số tan. Sang bài tập tự luận. Ở đây mình có mấy câu. Thì thực ra nó cũng cách làm thì cũng tương tự như cái câu phía trên thôi. Mình lấy ví dụ như bài số 10 này nhé. Trộn đúng không ạ? CaNO3 hai lần với lại NaF. Thì bạn biết tích số tan này là xem nó có kết tủa hay không. Thì bước số 1 đó là mình phải tính lại nồng độ của Ca2+. Đấy. Ca2 cộng chính bằng nồng độ của CaNO3 hai lần nhé. Thì nó sẽ bằng 100 đúng không ạ? Nhân với lại 0,3 và chia cho 100 cộng với lại 200 đúng không ạ?
Vì nó cùng đơn vị với ml nên mình sẽ không cần phải đổi với lít nữa. Chúng nó sẽ triệt tiêu đơn vị đúng không ạ? Và đây các bạn tính nó bằng 0,1 đúng không ạ? Đơn vị m. Tương tự mình có f trừ. Đó, thì chính bằng NaF đấy thì sẽ bằng 200 nhân 0,06 và chia cho 3. Nó trăm nghĩa tổng của 100 200. Tính ra bằng 0,04 m. Lúc này mình sẽ có nồng độ của C2 cộng đó, nhân với F trừ bình phương thì sẽ bằng gì ạ? 0,1 nhân với 0,04 bình phương bằng. Ở máy tính. Một phẩy sáu nhân mười mũ trừ bốn. Và bạn thấy rằng 3,2 nhân 10 mũ trừ 1 như vậy chắc chắn nó lớn hơn rồi. 3,2 nhân với 10 mũ trừ 11. Vậy suy ra các bạn thấy là có cái tuổi. Đấy. Như vậy các bạn nếu mà nhỏ cái CaNO3 hai lần này vào cái NaF này mà nồng độ kiểu như này, nghĩa là có cái tuổi đấy. Các bạn tra lại cho mình xem là cái tích số tan này đúng chưa nhá. Chắc là đúng rồi đấy. Cái đề bài cho mà. Chắc là đúng rồi. Tương tự, chúng ta sang câu tiếp theo. Một mẫu ở dòng sông thì có nồng độ của Ca2 cộng thì bằng PO4 23 trừ bằng 10 trừ 9 và tích số ion của nó là như thế này. Thì xem nó có kết tủa không ạ? Thì chúng ta có Ca2 cộng đúng không ạ? Nhân với PO4 3 trừ. À, 3 trừ đây, chúng ta xem số mũ tương ứng nó là gì ạ? Với canxi tạo thành 3 canxi đúng không ạ? Vậy đây phải là mũ 3. Đúng không ạ? 2P4 2 trừ, vậy đây là mũ 2. Số mũ tương ứng chính là cái hệ số của nó ấy. Hệ số của nhóm đấy hoặc là cái ion đấy. Thì đây bằng 10 mũ trừ 9 mũ 3 nhân với 10 mũ trừ 9 mũ 2 thì bằng 10 mũ trừ 45 đúng không ạ? Và nhỏ hơn 1,2 nhân với 10 mũ trừ 29 rồi. Vậy suy ra không có, không có kết tủa. À, không có kết tủa. Tương tự ở strontium đúng không ạ? Cùng có nồng độ như này, vậy các bạn thấy rằng SrCl2 đúng không ạ? Bằng với nồng độ của K2S4 sau khi trộn nhé thì nó sẽ bằng 0,02 đúng không ạ? Nhân với V và chia cho V cộng V đúng không ạ? Thì bằng 0,01. Từ đây các bạn suy ra nồng độ của Sr2 cộng Stronti nhân với S42 trừ thì bằng 0,01 bình phương đúng không ạ? 0,1 bình phương. Thì vì 0,01 nhân 0,01 thì đây bằng 4. Không phải. Bằng 10 mũ trừ 4 đúng không ạ? 10 mũ trừ 4 như vậy là lớn hơn 3,6 nhân 10 mũ trừ 7 rồi. Vậy suy ra cái trường hợp này là có kết tủa. Cái tích số ion lớn hơn rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sang một câu tiếp theo. Câu trộn thể tích bằng nhau của dung dịch này, nồng độ này đúng không? Thì chúng ta lại cũng tính tương tự thôi. Nồng độ của PB NO3 tất cả hai lần bằng với nồng độ của KI sau khi trộn thì bằng 0,01 nhân với V và chia cho V cộng V. Như thể tích bằng nhau nghĩa là mỗi cái chúng ta gọi là V chẳng hạn đúng không ạ? Thì tổng thể tích sẽ là 2V. Vậy đến bằng 0,005m đúng không ạ? Và lúc này các bạn cũng lại có PB2 cộng nhân với Y trừ. Y trừ đây bình phương đúng không ạ? Thì bằng là gì ạ? 0,005 nhân với 0,005 bình phương. Và chúng ta tính bằng nhưng không phải 0,5 mũ 3. Mũ 3 này 1,25 nhân 10 mũ trừ 7. Và con số này thì lớn hơn 10 phải. Còn lớn hơn nhỉ? Mình lấy logarit nhé. Logarit của hàng bằng 10 mũ trừ 6,9
903. Đó, vậy từ đó suy ra và nó lớn hơn rồi. 10 mũ trừ có kết tủa. Đấy thì nó khá là đơn giản đúng không các bạn? Bây giờ mình chữa một bài nữa nhé. Một bài nữa. Ion cùng loại ảnh hưởng thế nào? Đó. Câu số 11 nữa. Chúng ta cùng xem câu số 11. Câu 11. Ion đồng loại ảnh hưởng đến như thế nào đến độ tan? À, ion đồng loại thì làm giảm độ tan đó. Ion đồng loại có thì làm dẫn đến S giảm các bạn nhé. Cho tích số tan của BaS4, chúng ta có BaS4 này, phân ly thành Ba2 cộng mũi tên hai chiều đi, cộng với S42 trừ. Tích số tan. Như vậy đây là giả sử đây x. Đây là x. Đơn vị là mol trên lít. Vậy từ đó các bạn suy ra x nhân với x thì bằng 1,1 nhân với 10 mũ trừ. Trừ 10 đúng không ạ? Vậy từ đây các bạn suy ra là gì? X sẽ bằng căn bậc 2 của 1,1 nhân 10 mũ trừ 10. 1,05 nhân mũ trừ 5. Đó. Như vậy đây độ tan nên là nó mon trên. Đấy. Còn nếu các bạn thích nhé, đổi về đơn vị gam trên lít chẳng hạn, thì các bạn làm gì ạ? Các bạn chỉ lấy số mon này nhân với ml của nó, có nghĩa là nhân với 233. 1,05 nhân với 10 mũ trừ 5 và các bạn nhân với 233 mol nhân đến m lớn. 233 chính là m lớn của BaS4 nhé. Thì các bạn sẽ đổi về đơn vị gam trên lít được. Như vậy chúng ta sẽ lấy an nhân với 233 có nghĩa là nó bằng 2,44 nhân với 10 mũ trừ 3, đơn vị là gam trên lít. Còn nếu các bạn chuyển với gam trên ml cũng được thôi, thì lúc đấy các bạn lại phải chia ra 1.000 nữa, đúng không? Thì đấy là cách để đổi nhé, nói qua một chút đấy. Như vậy đây là cái độ tan của nó trong cái phần nước nguyên chất đúng không? Nước nguyên chất thì nó như vậy. Nước nguyên chất thì nó như vậy. Thế giờ khi mà nó có ion là 2S4011M thì như thế nào? Thì các bạn có BaS4 đây, vẫn phân ly thành Ba2 cộng cộng với S4 2 trừ. Các bạn có x và đây là x, và x đây phải cộng với lại 0,1 nữa, ban đầu nó có các bạn đúng không? Và từ đây các bạn suy ra phương trình đó là Ba2 cộng này nhân với S4 2 trừ thì bằng với T của BaS4 đúng không? Thì chúng ta suy ra được x nhân với x cộng 0,1 thì bằng gì ạ? Tích số tan là 1,1 nhân với 10 mũ trừ 10. Từ đây các bạn suy ra phương trình x bình phương cộng với 0,1x trừ 1,1 nhân 10 mũ trừ 10 thì bằng 0. Bạn giải ra x bằng. Chúng ta bấm phương trình bậc 2 nhé. Lâu lắm rồi mình dùng máy tính thì máy tính mình mất. Mốt này. À 1 này. Hình như đây. 2. Ok. 1. 0,1 trừ 1,1 nhân 10 trừ 10. Đây là 1,1 nhân với 10 trừ 9. À, 1,0995 này thì mình làm tròn nhé. Đây là âm 0,1. Cái này là loại đúng không? Này thỏa mãn. Và các bạn so sánh với cái giá trị bên trên này đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng rõ ràng nó nhỏ hơn đấy, 1,05 nhân 10 trừ 5 rồi. Như vậy các bạn thấy rằng khi nó có mặt của ion đồng loại đúng không ạ, thì dẫn đến giảm. Và chúng ta kết luận ở phía trên rồi đúng không ạ, nó giảm. Rồi, còn câu số từ 12 đến 14. Hay mình chữa thêm một câu nữa, câu 12 đi.
Câu 12. Các bạn có nồng độ Ag cộng. Ag cộng thì bằng 4 nhân với 10 mũ trừ 3. Đơn vị là mol trên lít. CL trừ T của AgCl thì bằng 1,8 nhân với 10 mũ trừ 10. Và người ta bảo các bạn đó là tính nồng độ CL trừ để kết tủa. Vậy các bạn suy ra được nồng độ Ag cộng nhân với CL trừ thì phải lớn hơn T AgCl đúng không ạ? Thì nó mới có kết tủa. Như vậy các bạn suy ra được 4 nhân với 10 mũ trừ 3 nhân với CL trừ thì phải lớn hơn 1,8 nhân 10 mũ trừ 10. Và từ đây các bạn sẽ tính được giải phương trình thôi đúng không ạ? CL trừ sẽ lớn hơn bao nhiêu? Các bạn lấy số này chia này thôi. Đúng không ạ? Mình bấm nhé. 1,8 nhân 10 mũ trừ 10 mos 1 chia cho 4 nhân 10 mũ trừ 3 4,5 nhân 10 mũ trừ 6 mà. Thì đấy là câu số 12. Tóm lại là nó có kết tủa khi mà tích số nồng độ với số mol tương ứng thì lớn hơn tích số tan là được. Câu số 12, 13 và 14 thì các bạn tự làm nhé. Ở trên đây là mình vừa giới thiệu cho các bạn qua về một số các bài tập rất cơ bản trong cái phần cân bằng trong dung dịch chứa chất điện lý ita. Thì rất hy vọng rằng video này thì hữu ích với các bạn. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn để lại dưới phần bình luận ở trong cái video này. Ngoài ra một số những cái sai sót xuất hiện trong video này thì mình sẽ để lại ở trong cái phần bình luận của mình mà mình ghim ở trong cái phần đầu ấy. Thì các bạn vui lòng có thể là kiểm tra và xem. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye, xin cảm ơn.